qua kìa. Nổi lên cầu thang xuống đây không? Bà ngoại nổi, tôi không có nổi đâu. Tôi đi biển tôi sợ nhất cái đó đó. Biển ở đây là đã ít người nhất. À, đi ra vọc nước hả? Đi đó nhưng mà cầu thang nó cao lắm, mà xuống không nổi đâu. Tôi nè, tôi lên không nổi. Nó xuống nổi mà lên không nổi. Vậy mình đi bộ dọc đây đi ha. Tôi khoái xuống dưới đó. Quang đã nói nghe nè, hôm nay á là dắt bà ngoại đi Đức Mẹ để Đức bà ngoại cảm ơn Đức Mẹ đã cho bà ngoại một kết quả tuyệt đối luôn, tốt luôn ha. Đức Mẹ cho má đó, ngày nào con bữa là lần nào con cũng ra cũng cầu cho má để cầm cười. Rồi đi bộ đây đi. Đi về xuống bơi không, đi xuống bơi không má, xuống biển bơi không má. Đó, đi sẵn đi Đức Mẹ cái dắt má đi bộ ngoài biển luôn. Trong lành. Rồi bay đi má. Mát quá à, ha. Thôi đứng lại đây đi. Tôi bảo đảm là bà ngoại đi xuống cầu thang và đi lên nổi luôn. Mà tại vì mình nó không có nổi. À, tôi lên là tim. Theo người quay phim. Thôi đi từ từ xuống thì được. Mà bà ngoại xuống được không ấy chứ. Mình ta tan trước nó. Ngoại quay lại đây đi, đây vắng hơn. Ở dưới đó kìa. Ừ, đã má coi kìa, người ta đạp xe đạp ở dưới kia kìa không. Nhưng mà nó hơi tối ha, không có chịu có đèn, người ta không có ấy đèn. Cầu thang có nổi không? Nhưng mà trong các biển là biển này vắng nhất, là yên tĩnh nhất. Má nó má sợ chị Linh chỉ lên không nổi. Thành phố. Thank you.
tay á, ngày sáng đi ra con đi leo cầu thang xuống cầu thang 5 vòng thôi là con về. Đi xuống đi lên khoảng 5 vòng thôi ha. Trời ơi, 2 vòng chịu rồi. 2 vòng ít lắm. Đi xuống xong rồi đi lên thôi. Đi lên phải 5 vòng. Xuống thì không có mệt, đi lên thì à. Like they, you know, if you heard them talk, you wouldn't think. Thấy bà ngoại tập bài bản không? Còn bà thơ bà tập đủ thứ kiểu á. Cái gì à? Mắt cười kìa. Dưỡng sinh lớn lên. Cái này dưỡng sinh cười á. Má phải cười lớn lên nó mới nở phổi ra má, biết không? Người ta nói á, phải cười lớn lên cũng nở phổi ra. Ủa? Ẩn nghe bà thơ hát. Hít thở. Đi. Mai mốt á mình cứ ra đây đi bộ khỏe. Nãy giờ mình bao nhiêu giờ mình không biết à. Bây giờ mới 8:30 ha. Nãy không nhớ nữa. Mà này hít đây, hít khí gió biển đã mà ha. Có mệt chưa? Chưa. Chưa mệt luôn. Chỗ này người ta xuống nhiều. Ở đây có đèn nè, bên kia không có đèn. Ở đây cũng có cầu thang người ta xuống nè. Người ta đi bộ dưới nhiều. Chỗ này là quay MV Em Chờ Anh của bà. Má đòi đi thử kìa. Bên đây không? Đây. Đi. Đi xuống rồi đi lên đi về. Ủa sao đi bên đó hả? Nó nhỏ nè. Bên đi bên kia. Cái lại này nó đi cái tuột bằng cái kia. Đi qua một bên. There you go.
đi trời ơi, nó đi giỏi chưa, em nó đi cầu thang giỏi chưa, trời em nó đâu có đau chân đâu đó, nó đi cầu thang giỏi chưa, trời ơi thấy nó đi cầu thang không đau chân không, không phải không, nó không đau luôn à, hồi xưa bà ngoại đau đau đầu gối mà giờ hết nè, không đau hả má, thấy dễ sợ luôn, sợ má không nha, đi lên không nổi, cho nên thử cho má lên, ai nhà má lên đi nè, nhắn gì con chưa có chồng luôn má, tốt con chưa có chồng luôn má, con gái luôn nè má, nó có ai gả con má, gả con lấy chồng á, ăn ai gả ngoại chơi chịu chơi ồ ngoại giờ dễ hơn mấy chục năm trước luôn, giờ ưng ai là ngoại gả liền, giờ kêu ưng ai lấy đâu mà gả ha, gả má phải đòi giờ mua chiếc nhẫn hột xoàn mấy chục ly cho con nha má, à má đi yeah. Tấm này. Trời ơi, thua rồi, già yeah. Rồi đi luôn. Thế trời.
cậu để lên xe. Má chào đi má. Chào các con. Rồi. Cảm ơn Linh Trần nãy giờ đã đi bộ chung với hai má con. Và cái gì đó, cái gì á, quên rồi, quay phim cho các bạn xem. Trời ơi, bà dựa khẩu trang rồi bà đeo khẩu trang ngày 8 cái kìa. Bye bye các bạn đi. Bye các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.